Thưa quý vị và các bạn, mới đây siêu sao Ronaldo và câu lạc bộ Manchester United đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tiền đạo 37 tuổi hiện có thể tự do ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào. Tờ Marca của Tây Ban Nha vừa đưa tin độc quyền CR7 đã chấp nhận một hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với mức lương là 173 triệu bảng trên một năm với câu lạc bộ Al-Nass thuộc giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê Út. Nếu sau kèo chính thức được ký kết, Cristiano Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử làng bóng đá thế giới. Al-Nass là câu lạc bộ giàu truyền thống tại giải vô địch Ả Rập Xê Út. Hiện đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Rudy Garcia, người Pháp. Trong thành phần Al-Nass, hiện tại có hai thành viên nổi tiếng từng chơi bóng cấp độ cao tại châu Âu là thủ thành David Ospina và trung vệ Alcaro González. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo từng tiết lộ rằng anh đã từ chối lời đề nghị trị giá 306 triệu bảng để chuyển đến một câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út hồi mùa hè vừa qua. Thay vào đó, anh quyết định ở lại Old Trafford nhưng chỉ chơi 520 phút ở ngoại hạng Anh và ghi được một bàn thắng. Thực tế, nguyện vọng của anh vẫn là ở lại châu Âu thi đấu. Thế nhưng, không có bất kỳ câu lạc bộ nào ở lục địa già muốn chiêu mộ CR7 bởi mức lương quá cao. Nếu muốn ở lại châu Âu, Ronaldo sẽ phải cắt giảm lương khá sâu. Điều này khiến cho anh khó mà bằng lòng. Ở thời điểm này, Ronaldo vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục mục tiêu giành chức vô địch World Cup 2022. Seleção châu Âu đã giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng trước Ghana và Uruguay.